sờ nó ngon. Ăn nữa, ăn cho nấu nữa. Nữa. Ăn hết luôn. Xong bữa cơm luôn rồi đó. Trời quá. Chính giữa hai cháu hai bên xào nha. Dắt bỏ đầy chén cả nhà. Đánh đánh dần chữ chữ nẵng cho mặt nghe. Nẵng cái chú đó đọc là nờ ná ná là năng nẵng nẵng. Thì xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Thư Tèo Vlog. Chồng chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều hạnh phúc. Hôm nay thì hai chồng cắt cỏ, lo cho bò xong, vô dọn khu vườn nhỏ ở phía trong này cả nhà. Ông xã đây. Thì phần ổi này thì mình tỉa ha. Nó bị con mũi hành đó cả nhà. Chích banh đỏ cho tỉa mình dọn mình lấy là cái cờ cái đọt đọt mới thì được hai trái nè. Hai trái không? Rồi lấy sốt bạch. Được không? Được. Hai trái này còn bạch được. Mọi người tính bọc cả nhà nhưng mà bị mũi hành chích cái ổi nó ra gì nè. Ổi như vậy thì mình bỏ ha. Nó chích hư cái đọt luôn cả nhà. Đọt nhâm nhâm. Nó chích cái lá kìa. Còn cái trái là hư luôn. Trái là nó chích thì một đùi sang. Cái hai trái dưới gốc mình như nó không thấy anh. Chích trên đọt ha. Rồi chích trên đọt, bên dưới gốc. Tỉa gì là hết à. Đúng ra tháng nắng này thì mình không có tỉa cả nhà, đợi tháng mưa mình mới tỉa, nhưng mà mũi hành nó chích hư đọt hết rồi mình phải tỉa cho nó ra cái đọt khác. Tháng nắng thì mình tỉa nó lâu ra hơn tháng mưa. Thôi đợi. Mình dán tứ. Thôi đợi cái tứ đồ á. Tứ luôn. Kèo tỉa thì để dưới góc vậy đó cả nhà, cho nó im cái góc luôn ha. Mình tứ giữ được độ ẩm. Tháng nắng. Xong tỉa mấy cái kia luôn. Rồi trái bầu mau bự quá anh. Kìa. Trái bá rồi kìa. Rồi trái nhóc nữa. Mau bự quá. Để cái ổi đó không? Hả? Cái ổi đó ngoài lứ. Ở cái cây ổi trong đây nè. Muốn quá trời luôn. Con xe này không có bị em ơi. Không bị khỏi tỉa nha. Để mấy cái đọt nè, đọt máu máu nè. Tỉ xương rồi, cái ổ này giờ nó đang ra đọt rồi. Tỉ xương mấy cái đọt quéo quéo ở trên nè. Còn mấy cái đọt kia khỏi. Đây nè. Mấy cái đọt này tỉa nè, mấy ra tựa nè. Ra tựa ra bông rồi đó, nè, thấy không? Tỉ nó nhanh lòng dữ. Sao nó khó. Cái bưởi cũng tốt quá nè. Cái gì? Bưởi. Bữa gì? Cái mít. Ố quên trời ơi trời cái mít. Nói cái bữa cái mít ta mà tô nữ. Tô nữ vậy. Tô nữ. Bên kia tô nữ luôn. Hai cái tô nữ. Cây này bị cái mít nên ép cho nên nhỏ hơn cái kia. Dọn mấy cây à. Dọn cho nó nhỏ nó bò vô. Cái này bông quá trời bông. Bông. Chiều cắt ăn. Tôi quên dọn cái dãy bầu. Hồi nó chắc hái ít. Ủa anh sao cây sao cái dây đó bị xỉu rồi kìa. Này bị đứt không? Đâu rồng hả? Ừ. Anh cắt bỏ nè, nó bò qua dây này anh cắt bỏ nè. Ủa vậy hả? Không cho bò lên vàng thiên lý hả? Không cho bò. Bò lên đó nó tùm lum. Cái này chắc trống. Để cho nước khó. Bắn không có tới. Bắn dướng nè. Bắn vậy dướng. Đậy gốc luôn. Mấy cái đọt nó thọng gì là nó không có trái nha cả nhà. Nó thọng gì là nó cùi vậy đó, cùi đọt.
lồi trái rồi kìa. Trái nào nữa, nhóc nữa nè. Hai trái nè, ba trái. Chắc hồi cắt trái bầu dưới vàng vô quá anh. Hả? Cắt vô luộc ăn đi. Rồi nó cắt trái đó vô. Còn trái bự đó thì nhai không nổi. Ôi dạ. Gần bầu mát ha. Có cái võng văng đây nằm. Im dữ. Ở này có cái võng văng nằm mình nếp. Vừa yên tĩnh mà vô gốc cây anh thấy không khí trong lành sao. Bên đây cây nó qua dọn vỏ này luôn. Ở đây thì bí nó cũng phát nè cả nhà. Ông xã đậy gom cái nó phát lên ha. Còn được 5 lỗ. Hết biết bông. Ừ? Vậy hả? Trái này nó shop độc luôn. Ừ. Trái đẹp lắm. Trái dưới gốc thì nó đẹp á. Trái gốc thì nó tốt. Trời không ngờ kêu đủ phát rồi ta. Phát cao lên này kìa. Hả? Hết mồi rồi. Vậy hả? Anh xịt lên trái nó hết mồi. Ừ. Trẻ này để đi dưới hoài. Lá này có mồi nữa không? Không mà. Không chắc mồi. Mình đào dây thuốc cá xịt nó hết rồi. Trời, nhìn cái đọt nó tốt. Cái thịt mò hay lắm. Nhìn vô cái đọt cây đu đủ như là vô trong ngôi nhà của Bạch Tuyết Bảy Chú Lùng vậy. Nó có tầng tầng nhìn nó đẹp. Dưa leo bữa nay bỏ anh. Anh nắng xỉu. Mấy cái lá bị mò nè, bẻ bỏ. Cho được mò, cái lá này còn mò nè. Cái lá này còn mò. Bỏ vậy là nó không còn mò luôn. Tốt, mấy đọt này tốt. Ừ, cái đọt tốt quá. Hết mò. Như leo bò ha. Cắt vô bầu luôn ha. Ừ, cắt cho bầu luôn đi. Tỉa gỏi luôn anh. Gỏi nó có trái nè. Có gỏi đó mới tỉa hả? Vậy hả? Được 3 trái nè. Tỉa xong đi em chiều em lấy bọc cho em bọc. Này bị chích nữa nè. Nó phượt không? Nó thấy cái bông ha. Cắt mấy cái thằng dù quá. Mấy cái thằng dù này không có nên thân. Rồi, cắt cái bầu đi. Cái bầu đẹp ha. Ừ. Ở chỗ này 3 trái nè. 3 trái mẹ theo đi về ngoại á, cắt cho ngoại à. Xuống mấy trái nữa, ba trái nữa nè. Ê, cắt ba trái giờ xuống ba trái. Anh thả trái đó thòng xuống không? Nó nằm ngang trên kìa. Nhìn nó thòng xuống nha, trái cho nó xuống thẳng nhìn nó đẹp. Làm được không? Được. Ừ, còn nhỏ mình sửa được. Vô cái thu hoạch giờ muốn. Như leo này lên vàng rồi kìa. Có bông gió không? Đều cả nhà. Có đậu đũa luôn nha. Đậu đũa cũng tốt quá anh. Tốt quá. Cái ngọt. Cái ngọt cũng hơi bị lớn nè cả nhà. Thành dày của Út bữa nay bò dữ rồi. Bây giờ rau muống. Thu hoạch rau muống ha. Rau dền ăn được luôn rồi đó anh. Rau dền nãy có đợt lúa tép. Sau này muốn nhỏ hà cắt. Không biết à, không làm cũng được hết. Chú yêu cầu là cắt cái đỉnh nhổ. Ừ. Cho nó lên lửa, lên lửa. Để tao cắt thử lứa ra cái nhà. Nếu mà lứa sao không im thì tao nhổ luôn. Tại thấy chợ người ta gieo gì nè, người ta cắt người ta nhổ gốc chứ. Chợ em cắt gì là bán không được. Ừ. Tao không mua. Em mới nhổ luôn rễ nó mới mua. Điều gan luôn. Nè em coi nè, ở dưới nó có hai cái tược nè. Nè. Em cắt nó còn hai tựa thấy không? Cây nào cũng hai tựa chứ nè. Em cắt dịnh tứ phần cái là tựa nó lên tiếp. Tựa nó lên mau hơn mình gieo đó. Mau hơn. Có cái gốc sẵn nè. Cái này cũng vừa ăn ở nhà hồi vô là cắt cà xào luôn. Thôi chứ khỏi. Tại lá gốc nó vẫn còn non á.
Anh tính cắt, anh cắt hết cho nó qua đợt luôn, không có gì nữa cho nó lên được. Hết nhiều không? Hả? Hết nhiều không? Ý là mình cắt tới đâu cho nó hết tới đó, biết không? Ừ. Chứ phải cắt hết đó. Còn nữa cho chỗ nào mình cắt là nó một lượt luôn, nó không có bự nhỏ. Ừ. Nhau dền. Cuối cùng tỉa cũng dày nha anh. Không ngờ lên dữ vậy. Cái loại rau dền là dễ gieo nhất luôn cá nhà. Rau dền với rau muống nha. Cũ quá, sợ cũ nó không lên. Cả salad thì cũ là thấy nó không lên đó. Coi như làm hết luôn mới lên quá trời. Cả salad đó. Rau dền mọc lên quá trời. Cắt xong cái đây đi nhổ cỏ là xương xương gì nè. Tiêu phân vô. Quá trời tốt ha. Xung băng luôn cả nhà. Đẹp. Này là gì là đạt đây nè, lá cũng không có bị sâu trắng hay là gì hết, sạch trơn luôn, rau sạch này cả nhà. Công nhận cái thùng thuốc anh mua á, thuốc kích rễ, thiêu ra rễ đó, tưới cái này tốt thiệt chứ. Anh tưới con lần một phải không? Tưới lần một đó, mà vậy đó, thiêu kích rễ, là thuốc đó mình tưới rễ ra mạnh đó, bởi cái cây nó phát triển. Rồi xong thì gia đình chuẩn bị làm cơm. Chào cả nhà. Con chào chú. Hôm nay thì mình có mua một miếng sườn non cả nhà. Làm sườn non kho khóm ha. Với rau muống nè. Rau muống này thì mình xào mỡ tỏi. Bầu đó thì luộc chấm ha. Gia đình ăn nhiều. Món thịt kho khóm là món khoái khẩu của Thảo Quỳ. Lâu lâu à. Còn không? Thảo Quỳ. Món này là thích của bé Út. Này là của chị Hai. Khoai nấu của bé Út. Con bầu luộc là ấy. Mẹ thích, nhỏ thích. Mẹ với bà nội thích bầu luộc. Nó luộc nhiều, mẹ thích nhiều. Cái trẻ thì cái món rau muống xào nè. Rau quá trời con mỡ. Nhưng mà thích rau muống tàu nè. Ai biết thích rau muống trắng này phải không? Rau muống này xào nó mềm. Còn rau muống đồng thì sao nó cứng. Đi chợ là thấy rau muống ngon hay mua về cho bé ăn. Mà rau muống này ở chợ lúc này mắc lắm, tháng nắng mắc mấy tháng nước mặn mà. Chứ đâu cỡ 25-30 ngàn vậy đó. Mua xào đủ hai bé ăn là cỡ 10 ngàn mới đủ. Cỡ này đâu có rau muống đồng. Muống đồng nước mặn hư trên này. Với lại tháng nắng ta trồng cái này cũng khó nữa. Cho nên không có nước tưới. Rau cải nó hơi mắc. Cái ốc này có bầu điêu luyện quá ha. Út cho năm tới biết vô bếp nấu à. Bây giờ bé Út biết nấu những món đơn giản rồi đó. Mẹ dạy là con biết à. Như là chiên trứng nè, nhiều khi mẹ không dạy mà vẫn làm được phải không? Chiên nấu trứng là ngon hơn Nguyệt đó đó cả nhà. Đem điện thoại vô cài báo thức 5 giờ báo thức. Mà báo thức rồi thức không nổi. Nằm lăn quăng lỡ nhắm mắt hoài kêu không thức. Nướng lại chút xíu không? Nướng lại cho nó cho nó vàng chút xíu, vàng chút xíu. Chở bề nữa, chở qua chở lại rồi mới ngồi dậy mới nổi mới thức dậy ăn tắm rửa ăn sáng đi học. Nhà bữa ngủ nướng trễ quá không ăn sáng nhà luôn. Hôm giờ mua bánh hay mua gì đó. Hôm chảy mũi nước đó, muốn bệnh. Chắc lây chế rồi. Thứ hai qua đi khám bệnh lấy thuốc uống. Ở đây thì sườn mình cũng rửa sạch, mình sắt cục kia ha, để cho nó ráo ha. Giờ mình ốp mình kho. Đây là có hành tím nè, gia vị ha, hạt niêm với bột ngọt với đường. Ốp thêm một ít tiêu ha. Bây giờ một ít nước mèo. Cho nước mắm đi luôn, ớt luôn. Cho chớt nhỏ đi ha. Rồi, mình sẽ trộn để đây. Ở đây một khi tỏi lên đã vàng ha. Mình để thịt ăn rồi. Thịt hồi nãy mình có ớt rồi đó. Thank you.
đổ thêm trái dừa ha. Giờ mình bắt nước mình luộc rau ha, mình để vô miếng đường mình luộc là cọng rau nó xanh lắm. Giờ muốn mình xào mình cũng trụn qua nước sôi ha, trụn thì mình xào lại nó giòn chứ mình xào nó không có ra nước. Trụng sơ cái xào lại xào tỏi. Giờ có muốn mình trụng nó xèo ha. Bây giờ dớp ra mình để vô miếng đường mình trụng nó xanh vậy nè các nhà. Cảm giác nó xanh. Rau xanh giòn ngon ha. Trụng sơ vậy để mình xào lại nó không ra nước nha. Cái mình để từ mình xào nó ra nước dữ lắm. Giờ mình cũng bắt lên miếng dầu à. Đây là tỏi. Tỏi mình cắt lát rồi mình xào thì ăn nó dẻo đó. Nó thơm nó dẻo. Mình cho vô miếng gia vị. Tỏi nó cũng được đấy. Mình để vô mới vậy. Bắt nước sôi lên ha, để vô ít hạt nêm với đường ha, để mình luộc bầu. Thịt này kho thì mình cũng có cho một trái dừa nhỏ ha, chứ mình đổ thêm một ít nước nha, ăn cho nó mềm cái nha. Gì thì cũng được rồi nè, mình cho khóm vô ha, để khóm với mình kho. Để khóm vô khoảng 2 phút ha. Để hành vô, hành lá, cắt thêm một ít tiêu nữa. Rồi xong rồi đó cả nhà. Bữa cơm gia đình Tài cũng đã chuẩn bị xong. Tài mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Cơm mời bà nội cha mẹ mua trước cơm. Rồi ăn hết hả? Ăn rồi nghỉ ngơi một chút rồi đi học nha. Rồi nó ăn nữa, cho nấu nữa. Nữa. Ăn hết luôn. Rồi xong bữa cơm luôn rồi đó. Trời quá. Giữa hai cháu hai bên xào nha. Dắt bỏ đầy chén cả nhà. Rồi cả nhà nghe ăn sườn kho khóm. Hôm ngày thì gia đình Tèo ăn cá xong rồi cả nhà. Bữa nay bồi dưỡng. Quá ngậu quá. Bồ ngọt. Cũng có nhiều cô chú anh chị nói là bắt cá sao không đem đi bán, mua gì ăn đổi món. Ăn cá hoài coi thấy mắt ngán. Thì tại bắt cá thì cá lóc thì bắt 3-4 con tầm cỡ 1 ký rồi cả nhà. Ký mình nếu mình xách đi bán á, bán lẻ thì tầm khoảng 120, không có 100 ngàn. 100 ngàn giờ mình xách ra chợ mình cũng đâu có mua được gì cả nhà, mua không được ký thịt heo nữa, cho nên nó cũng khó thôi. Có gì ăn đó bán ra chợ ngồi nữa chứ đâu phải là bán lẻ, bán từng con có là người ta mua liền, mà không phải là thí dụ ta bắt được 3 con ký đi, đâu phải mình ngồi mình bán là người ta lại người ta mua hết 3 con đâu. Có khi người ta mua 1 con rồi mình ngồi mình chờ đợi là hết buổi chợ rồi. Mà bắt thì cũng khó, mình ăn thấy nó ngon. Cả nhà coi không mà cả nhà ngán. Nhưng mà gia đình Tèo thì nói chung là ăn cá đồng là không có ngán cả nhà. Tại vì mình đổi món á, kho chiên rồi nấu canh chua đó, đổi tới đổi lui vậy là không có ngán. Phải mình ăn món cá mà mình ăn có một món hoài, ví dụ mình kho, cứ về mình kho mỗi ngày ăn ngán thiệt. Còn nói cá lóc nấu bánh canh thì gia đình Tèo cũng nấu hoài, nấu mấy lần rồi.
khi nào mình thèm mình mới nấu. Thí dụ mình không có thèm mình nấu mình ăn cũng không có ngon đó cả nhà. Ăn không? Rau muống ăn ngon lắm. Thèm rau muống nhắc hoài nè, ăn đi con. Phải khẩu mà. Bữa nay xào nhiều hơn mỗi khi đó. Thứ hai muốn xào đi. Dạ. Tại vì nó ưa cái thịt kho khốm đó đấy. Thế Út ưa gì cho muốn xào? Ừ. Nó có tải đấy con. Ừ. Để chén mày ấp nha. Chắc mẹ. Mời cả nhà ăn cơm nha. Chấp nhẹ là không lãnh thưởng rồi. Thế thôi. Thì sao? Tôi nghĩ còn lớp rồi. Lên lớp à? Chứ không hy vọng lãnh thưởng nữa. Thao Huy với Tí Huy à, học dỗ con cha hồi xưa lắm. Nghe cha kể hồi xưa cha học bếp lớp luôn. Cha lúc nào cũng là bằng chót chứ. Cha hồi xưa học chốt học đi giữ châu không. Cả Quy cũng học giỏi hơn mẹ rồi đó. Hồi xưa thì mẹ cũng vừa giữ em, vừa làm việc nhà, xong rồi thời gian đi lên học. Đi học xong thì làm việc nhà. Rồi bộ đến trường đi học. Rồi khó khăn. Em nhỏ nghỉ học sớm. Nhưng mà so với Quy là mẹ dở hơn rồi đó. Còn so với bốt là kiếp sau mẹ mới bằng bốt. Thầy bốt học giỏi quá. Anh đã học lên lớp rồi mà. Tại mê chơi hả? Mê chơi. Công việc cô ba. Cô ba đó đi học sáng là giặt một thao đồ bự gì nè. Mình mới đi. Bữa nào cũng trễ học. Chạy không? Tay lên tới chừng họ học ở một trễ nè. Hai cây số. Trễ học chạy không? Rồi ra hai cây nè. Để đi học về nhận ghi có bữa trời mưa cái không có nắng thôi không khô bữa sau không có ông áo đi học sáng đi học giặt cái phơi lên rồi mới đi. Ủa vậy cô ba có học giỏi gì? Cô ba đó em đâm quá học đâu có được cao đâu học biết chữ rồi thôi cô ở nhà dì ba học thì được không, không có nghĩ ở lại đấy. Mà cô ở đây lắm không? Trả lời không. Ở nhà nè, nấu cơm giữ cho em cho bà nội đi ruộng. Cha đã trở lại lớp. Cha là ở lại năm lớp 4. Năm nó mê em châu quá trời luôn. Đâu có mê học đâu. Hồi đó nhớ hồi nhỏ em học lớp 1 nè ha. À, Nguyệt học chung với người chị lớn Nguyệt 3 tuổi. Chứ chị gái Nguyệt là lớn Nguyệt 2 tuổi mà Nguyệt học nữa. Cái hình như là em sáng dạ hơn những người kia mà sao nó ủa sao em ở lại lớp 1. Cái tới lớn rồi mình mới hiểu ra là giống như hồi xưa hồi xưa một một số thì dư tuổi nhưng mà chưa được đi học.
Còn một số thì chưa tới, cho nên mẹ cha gửi ba đứa cùng một lớp luôn. Cho nên hai chị lên trước, em thì ở lại. Sau này em mới biết là em, tại vì em ở lại năm lớp 1 rồi, tại vì em chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi thì mình có học giỏi nữa, thầy giáo cũng cho lên. Thấy mình học mình cũng biết lắm mà không có giỏi, nhưng mà cũng thấy cũng biết được lắm, mà tại sao mình ở lại lớp 1. Giờ người ta nghe được cách không được. Ý là mẹ chưa đủ tuổi cho nên không có được lên lớp 2. Con nói bây giờ bây giờ học giỏi cho học luôn. Hồi xưa học chung một lớp 1 thế vậy, chứ nhiều người quá cả khoảng 3 tuổi cũng có nữa ha. Rồi á, cái đợt của mẹ là đó là còn có cái người ta cũng có mở khóa gọi là xóa mù chữ nữa. Những cái người mà khoảng chừng tuổi 20 tuổi hay mười mấy tuổi gì đó, ta chưa biết chữ á, ở trên làng ta còn mở cái xóa mù chữ để dạy chữ cho nó. Mù chữ lớn á. Dạ. 20-30 tuổi rồi. Dạ, chữ dạ, học đi học thường. Dạ, hồi xưa học quá. Còn ở tớp học chung với con thì tới năm lớp 4 ta mở khóa ổ cặp á. Lớp 1, ở lớp 4 xong học tới lớp 6 luôn. Học ổ cặp á nhà. Là mấy người đó là dư tuổi ha. Mấy người lớn tuổi. Đó tại cũng hay đi thường coi mấy người đó học lắm. Có cái chú kia cũng lớn lắm mà. Cái vô học cái ông thầy cũng kêu là đánh giá chữ đánh dần chữ chữ nặng cho ông thầy nghe. Nặng. Cái chú đó đọc là nờ ná ná nè năng nặng nặng. Vậy mới nghe được nha. Ăn hơi tỏi nè con. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Và Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.